Quyền Thoại xin chào chú anh chị đến video tiếp theo của Quyền Thoại nha. Thì Hội đang ở một buổi trưa ở đường chùa chùa hôm qua này cả nhà. Thì hôm qua thì Thoại cũng có live stream là nghệ sĩ Thảo Nguyên cả nhà. Thì buổi trưa hôm nay thì hôm qua Thoại live stream đó cả nhà, thì có một đám là nghệ sĩ Thảo Nguyên thôi. Thì buổi trưa hôm nay thì Thoại sẽ thấy là cái ba đám luôn cả nhà, ba cấp phó luôn ha cả nhà ha. Đó thôi nha. Thì trong chổng thì người nhà không có tiện để quay nha cả nhà, thì chỉ quay được ở ngoài thôi. Thì cũng chú anh chị cũng thông cảm cho thằng nha cả nhà. Thì thôi đọc thông tin rồi đây đến tối thì cũng phải là tối có tất cả nghệ sĩ đến rất là đông luôn cả nhà, tại bữa nay là đêm cuối nha cả nhà. Thì tiếng xe ồn quá thì Thoại nó không có rõ, thì mong cả nhà bỏ qua quan hỷ cho Thoại nhé. Thì Thoại qua bển quẹt cái vườn hoa, mấy vườn hoa cho cả nhà mình xem ha. Đó thì cá phó của nghệ sĩ Thảo Nguyên này cả nhà thì cũng khá là quen thuộc ha. Còn bên đây là thì cũng là chú này cả nhà. Thì bên trong là cũng bắt danh là nhớ nha cô đó, cũng mấy vòng qua này cả nhà, mấy vòng qua là của ngày cắt trả là nghệ sĩ nha. Cô chú anh chị thì cũng có anh Cương Dừa tặng một vòng qua có anh chị và là con cháu của rất là nhiều cả nhà ha. Và cũng rất là nhiều. Thì Thoại quay buổi trưa cập nhật thông tin để cho cả nhà nè nha cả nhà. Từ đây ra đến tối thì cũng Thoại cũng sẽ quay lên cả nhà ha. Gia đình của nghệ sĩ Mộc Quyền này cả nhà. Ha. Quay rất là nhiều. Thì Thoại đi ngang quay sơ cả nhà, tại vì người nhà không tiện để cho quay trong chổng nha cả nhà. Mong cô chú chị thông cảm. Thì không có xe chạy hòm tới nữa cả nhà, mà không biết là cái gì nữa cả nhà, không có xe chạy hòm tới luôn. Thì đây là chùa Ấn Quang cũng khá là quen thuộc ha. Trước ở năm ta ở Sưng Công Phu thì cũng đám thọ cũng có quay ha cả nhà, quay cũng được, thì đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thì ngày mai cũng là quả táng ở Bình Hưng Hòa, ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa luôn ha cả nhà, cũng là 6:30. Thì đến tối cũng phải là nghệ sĩ tới cả nhà, thường là nghệ sĩ diễn viên cuối là buổi tối từ giờ khuya lắm cả nhà, khoảng là 9-10 giờ, khi 11 giờ cũng có nữa. Thì Thoại cập nhật thông tin để chia sẻ cho cả nhà ha. Thì người nhà đó cũng đội tang rất là nhiều luôn. Thì trong đám tang thì có 3 đám này cả nhà. Thì đây là xe chạy hôm mà xe chạy tới là không biết chở gì tới cả nhà. Đó cũng một cái mái che, cây quạt là mái che cả nhà. Chắc thêm mà một đây nữa cả nhà ơi, phải là một tổ kinh tiên rộng nữa. Thì có gì Thoại sẽ quay lên ha cả nhà ha. Mong chú anh chị theo dõi kênh của Thoại thì thấy hay thì ủng hộ Thoại làm đăng ký nha cả nhà. Còn đây là có chú anh chị thì tối nay có giếng, thì có xem kênh Thoại thì tối nay có giếng đến là số mà để Thoại lại quay cái chùa cả nhà. Thoại cũng quên địa chỉ rồi, là 243 đường Sư Nhân Hạnh, phường 9, quận Phú Nhuận nha cả nhà, quận 10 nha cả nhà, xin lỗi. Đó đây này là chính xác hơn, cũng kia tiếng Anh không à. Đó thì cô chú anh chị thì có đến giếng thắp nhang thì cũng có thể là
đến đây ha cả nhà, về chùa Ứng Quang. Họ sẽ lướt sơ qua một chút nữa nha cả nhà, cho cả nhà xem ha. Thì tối nay thì nghệ sĩ cũng đến viếng, thì cũng ngồi bàn ngoài đây ha cả nhà ha. Thì họ sẽ quay lên cho cả nhà cùng xem. Thì một cái đó là một cái quan tài, ba cái quan tài được hai cả nhà. Các viên trong bán cơm rồi cả nhà. Thì là chuyến xe ồn á nên thổi nó cũng rõ, mong cả nhà thông cảm nha. Thì con cũng có các nghệ sĩ nổi tiếng thì đến thì thổi sẽ quay lên đó, thì có chú này nữa cả nhà đó, thì thổi quay lại các phó cho cả nhà xem ha. Thì đây là cô nghệ sĩ Thảo Nguyên, thì thổi cũng sẽ quay lại các góc phó cho cả nhà xem lại ha. Ở Đồng Quang là 6:30 ngày 5 nha cả nhà. Bữa nay ngày 4 là đêm cuối, ngày mai là ngày 5. Thì cũng có bên trong thì cũng có một cao phó nữa cả nhà. Thì khoảng tối thì ở đây đóng cửa hết cả nhà. Thì rồi hôm qua thổi buổi tối mưa quá, thổi cũng lại chim nên là không có buôn bán về buổi trưa. Giờ này khoảng 11 giờ cả nhà, thì cũng có buôn bán rất là quý cho cả nhà ha. Thì thổi cũng xin dừng video ha cả nhà. Thì đây là những cái tip có nghệ sĩ hay là có gì hay thì thổi sẽ quay lên ha. Sẽ thổi sẽ quay lên cả nhà. Thổi xin tạm dừng video, mong chú anh chị ủng hộ thật like đăng ký nha. Bye cô chú anh chị. Có gì hay thì thổi sẽ quay lên. Bye chú anh chị nha, tạm biệt cô chú anh chị nha.